nay thì tụi mình đang có một cái lịch trình bootcamp giữa GAM và Tây Đức để chuẩn bị cho ASEAN và cả World sắp tới. Đương nhiên hai khu quốc gia mình sẽ run chút bình thường, đó là normal. Em không run là em có vấn đề rồi đấy. Anh biết là even Faker, even mấy ông này người ta cũng run lúc mà đang được bước ra sân khấu rồi, xong mình vượt qua cái đó, nó sẽ làm cái team của mình là chắc chắn, nó sẽ làm cho mình tự tin hơn. Em hiểu không? Cái đó là cái mà làm sao các em bây giờ mình các em có khả năng gặp khó khăn không sao, không phải chỉ trong game mà ra ngoài cái khu an toàn khó khăn là gì mà chúng ta em được. Nếu ở phía em thì đứng ở phía quản lý đội GAM thì chắc chắn là hôm nay là GAM sang bên này, thì là hy vọng là tất cả các thành viên team Whale giúp đỡ cho GAM ở bên này thoải mái hơn. Và cũng ở phần là ở team ASEAN Games đương nhiên là có cái mục tiêu là đi ASEAN Games rồi ha, nhưng mà còn cái team Mix ấy, thì hy vọng là tất cả mọi người sẽ vẫn giữ được một cái tâm lý là cố gắng giúp đỡ cho nhau để cùng phát triển. Chắc chắn là nếu như theo một cái suy nghĩ logic đơn giản của anh thôi, là cái việc mà luyện tập team mix sẽ giúp cho mọi người luyện tay luyện trình tốt hơn là luyện đánh doanh bình thường. Anh nghĩ là một cái logic rất là đơn giản, cái đấy chắc chắn là tốt hơn đánh doanh. Thì nếu như mình có thể cùng nhau giúp đỡ tốt hơn cho nhau một chút xíu để chuẩn bị cho kết quả chung kết thế giới thì nó đều tốt. Thì cái việc mà kể cả là team Whale đi chung kết thế giới hay là GAM kết quả chung kết thế giới nó đều quan trọng cho cái khu vực VSET của mình cả. Bởi vì không ai có thể nắm chắc được là mùa sau là mình còn có 2 slot nữa hay không. Và nếu như nó chỉ còn 1 slot thôi thì mọi người cứ tưởng tượng là cái cơ hội của tất cả những người trong phòng này đến với chung kết thế giới năm sau nó lại càng giảm đi. Hay là thậm chí là cả MSI đi xa hơn được một cái nhóm hạt giống tốt hơn nó cũng giảm đi. Đấy, nên là mọi thứ nó phải bắt đầu từ bây giờ. Dạo này anh kinh nghiệm thua hơi nhiều. Thì mỗi lần anh thấy kiểu tức là thua thì một phần là khu vực mình hay trình độ mình thì nó sẽ kém hơn một xíu này, nhưng mà cái cách thua thì mấy lần gần đây thì nó hơi bị nặng, thì cái cách thua thì nó gọi là khu vực mình hay là team GAM chưa thể hiện được đúng cái phong độ của GAM. Xong rồi đa phần là anh cảm giác là thua là do tại vì đến cái lúc mà đánh chung kết thế giới hay đánh MSI là có sự thay đổi lớn á, tức là kiểu cả bản thân cảm thấy khao khát hơn hay là được tập nhiều hơn, dẫn đến những cái sự thay đổi trong sinh hoạt, trong mọi thứ luôn. Thì cái thay đổi đấy nên có, nhưng mà nó nên bắt đầu từ hôm nay, kiểu nó nên là từ mấy chục ngày trước, tại vì các đội trên thế giới đều thế cả. Bây giờ mấy khu vực, không phải khu vực lớn nữa mà là hầu hết mọi đội tuyển bọn nó đều đang ở hàng, nó tập luyện hay là nó có một cái mindset là kiểu quyết tâm hết rồi. Mình cũng nên có quyết tâm từ bây giờ, một kiểu quyết tâm không phải là một ngày đánh nhiều hơn 5, 6, 7, 8 game á. Một ngày đánh nhiều hơn một game hoặc là mỗi game đánh thì bạn quyết tâm là để ý hơn một xíu được rồi. Thế nên đừng nên để vì đến cái lúc mà đi sang bên hàng thì mới bắt đầu quyết tâm. Tức là mình nên thay đổi từ bây giờ và duy trì cái sự thay đổi đấy bình thường đến khi mà mình đánh. Chứ đừng để lúc mà sang bắt đầu mình thêm, xong rồi mình bắt đầu bị khó thế thì. Get ready, 1, 2, 3, Việt Nam! Thế nào Việt Nam? Đi về đi quay nữa. Qua đây một bữa giờ cô ấy đi bơi thôi. Đi dưỡng, đi dưỡng không? Sáng mới bơi xong rồi. Khỏe. Thì team mình qua đây để có một buổi tập luyện chung với nhau là cho kỳ ASEAN cũng như là kỳ chung kết thế giới. Để mà hai team đều có thể gọi là tắc khe nhau, thì mọi người đều giúp đỡ nhau và cùng nhau tiến lên. Nhanh ghê, mở máy 10 phút. Thì em dành nhỏ đó. Sáng em ngủ vậy em mở máy buồn ngủ luôn.
kia giao ta? Minh Khánh mới nhận gì vậy anh? Áo của đội tuyển quốc gia. Bộ này là hơi bộ này của ASEAN riêng. Giống bộ cũ không? Khác một chút đúng không? Thì nó ná vậy nhưng mà nó bộ cũ là nó màu đỏ màu xanh nó chia ra, cậu này là nó gộp chung rồi. Màu đỏ màu xanh của quần anh này. Khánh này. Không đi thăm, không mua sữa nè. Em check tài khoản chưa? Chưa. Check đi. Không có. Check đi. Biết được. Kiếm vô. Thằng khác có chuyện là tiền cho em thuốc thang không mà không chết anh Phi. Trời, có dùng tài khoản rồi chết. Đúng. Được chưa? Hưng câu hết chiều hôm kia này, đúng không tim kia kiểu không biết đánh gì đó. Đây có bản tướng thì sao rồi bác? Nhìn nó không quen. Bên kia là không có bản tướng. Nhìn bên kia này. Nhìn tướng này. Nhưng mà đội đỏ thì tiếp theo rồi. Đội đỏ thì con heo nó thiên về cái top center. Cái này. Phát triển lên. Rồi giờ là buổi sáng hả? Buổi sáng rồi. Hello cả hai team. À, phổ biến luôn rồi. Ăn đi. Ăn xong đi. Ăn xong rồi vô phòng kia. Phổ biến luôn rồi. Đừng cho ăn nghe được. Không có mình xét đâu. Quy tơ về phổ biến. Tiên, ví dụ như tiên còn 6-8 đi ha. Rồi. Bay luôn không? Hay nữa. Lật lửa lên đó xong rồi em mạnh nó lại đó. Đó. Có một số cái chia sẻ bắt buộc từ bên phía Global. Như tụi em thấy ở trên đó, chứ Pro sẽ dịch lại cho tụi em những cái điều quan trọng nhất thôi. Sau đó thì tụi anh sẽ có thêm một số chia sẻ về cái tầm quan trọng của chương trình năm nay đối với VCS và một số cái của năm sau và một số cái lưu ý khi mà cả hai team đi qua hàng. Cái team mà còn lại á, mình chỉ còn vài ngày thôi. There's no such thing as work-life balance. Work-life balance cân bằng á, ở trong thời gian này không có. Các em chỉ có 20 mấy ngày để các em tập trung vào để làm sao để mình có cái hoành thích. What is it? Thành tích. Tốt. Không phải chỉ cho bản thân em, cho đội của em, mà cho VCS, mà cho một người trong cái phòng này. Mình muốn VCS phát triển. Năm nay mình đã có cơ hội Riot vào trực tiếp đầu tư vào Việt Nam. Mà người ta nhìn thấy Việt Nam là cái cơ hội rất là lớn. Đấy. Thì để người ta đầu tư tiếp, mình phải perform tốt. Thì tất cả mọi thứ các em đang làm bây giờ, giống anh nói nhầm kia đó,
tất cả mọi thứ các em chỉ phải tập trung ở trong 45 ngày đi đó. Right, everything you got, tất cả các em có cái gì, bạn gái hoặc em ơi chờ anh, blah blah blah, whatever. Tại vì là cái này sẽ thay đổi cái cuộc sống của bản thân em được. Em muốn become ai, em muốn có cái hình ảnh của em ở trong lịch sử Liên minh điện thoại Việt Nam, eSports của Việt Nam ấy, bây giờ là cái cơ hội của em. Mà không phải ai cũng có cái cơ hội đó, em hiểu không? Thì là tất cả mọi người, em không phải chỉ đại diện cho bản thân, không phải đại diện cho team, mà cả một cái khu vực. Tại vì mình, nếu mình cùng nhau, mình có người trong shop ở đây là one of the legendary players here, right? Có nhiều cái thông tin, nhiều cái mà mình học hỏi được, right? Các em cũng có là captains ở đây luôn, cũng có hai người ở đây cũng hỗ trợ rất là nhiều người. Thì làm sao để mình sử dụng cái cơ hội này để hỗ trợ nhau, để đẩy nhau lên. That's it, but good luck to cái team của mình đi nhỉ Mai. Mấy bạn mà còn lại á, làm sao để mình cố gắng hết sức. Tất cả những cái người đang ở sau hỗ trợ cho dạng VCS á, là nói tụi anh có kỳ vọng là có huy chương không thì có, nhưng mà tụi anh không có đặt áp lực gì cho team national hết. Tụi em cứ thi đấu hết mình, tại vì tụi anh cũng biết là cái giải VCS lần này rất là khó, nên là cứ đánh hết mình đi nha. Nếu mà mình có thua á, thì hãy thua thật đẹp, hãy đánh hết mình cũng được. Đừng thua vì người ta là hàng, người ta là chung. Đó, cái đó chỉ là cái tên thôi, người ta cũng là người bình thường như mình ha. Cứ coi người ta như là người bình thường thì thi đấu thôi. Nha. Yeah. Đó. Nên là cứ thong thả, nhẹ nhàng, thi đấu hết sức và quay lại mình chuẩn bị cho một thế giới. Nếu không có huy chương cũng không sao đâu. Tụi em cũng đừng có buồn. Vậy thôi nha. Thôi thắng cho mình một mình lo. Thắng thì vui thôi, còn thua thì cũng bình thường. Nha. 1 Thì bảng đấu của Việt Nam theo mình thấy thì khá là dễ và mọi người có thể hoàn toàn vượt qua được. Đội tuyển Nhật Bản thì những cái nhân tố chính của họ cũng chỉ có một mình Yutabon là trong đội hình DFM và vô địch giải quốc nội. Cho nên là theo mình, nếu mà mọi người đánh cẩn thận và đánh đúng sức của đội tuyển Việt Nam thì hoàn toàn có thể chiến thắng được Nhật Bản. Và Palestine thì mọi người cũng biết là những cái quốc gia đó họ cũng không có nổi trội về những cái bộ môn như là Liên minh huyền thoại, cho nên là mình nghĩ là khá dễ để mà 2-0 vào Nhật Bản. Vì mục tiêu của Việt Nam đến với ASEAN là giành huy chương, cho nên ở bảng đấu này khi gặp Palestine và Nhật Bản thì mình nghĩ là những đối thủ không quá khó đối với Việt Nam, và nếu như bọn mình không quá chủ quan và tập trung thi đấu hết sức thì sẽ chiến thắng giành trước hai quốc gia đó. Bản thân em nhận định và kiểu mọi người xung quanh đều nhận định là đây là cái bảng sẽ tạo ra cơ hội lớn cho đội tuyển ASEAN Việt Nam kỳ này. Theo mình thấy thì cái bảng đấu này thì khá là dễ đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mình đánh giá Palestine là cũng một đội tuyển hơi dưới cơ Việt Nam một xíu. Còn Nhật Bản thì mình thấy ở mức trung bình. Mình mong là những người đồng đội của mình ở GAM và những thành viên khác của đội tuyển ASEAN đang thi đấu ở Trung Quốc có thể tự tin và xử lý được tất cả những đối thủ mà họ sẽ gặp và đánh đúng phong độ. Mình chúc cho đồng đội của mình là GAM và đội tuyển ASEAN thi đấu thật tốt ở kỳ ASEAN sắp tới đây và sẽ giành huy chương cho đội tuyển Việt Nam. Chúc mọi người giành chiến thắng may mắn. Mình xin chúc những người đồng đội trong đội tuyển GAM nói riêng và đội tuyển ASEAN nói chung có một kết quả thật tốt và đem về thành tích cao nhất có thể cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Em mong là mọi người sẽ không bị áp lực nhiều quá và giữ được tinh thần tốt nhất để mà cống hiến cho đội tuyển ASEAN Việt Nam lần này. Hello anh em. Như anh em thấy thì tụi mình đang nhìn thôi lịch sự. Lý do là bây giờ là ngày đầu tiên tụi mình đặt chân đến Trung Quốc và đang làm vận động viên. Và sau đây thì tụi mình đã chuẩn bị đi tham dự lễ khai mạc của Asian Games. Và sau khi đến được làm vận động viên thì tụi mình cũng đã được nghỉ ngơi các thứ thôi, chuẩn bị các thứ thôi. Thì phỏng vấn nhanh hai anh bên trái bên phải thì cảm thấy thế nào về bản đấu và cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở Asian Games lần này? Bên trái nhất đây. Bên này thì trong mục tiêu lúc đầu thì tụi mình đặt ra là huy chương đồng, nhưng mà về xa hơn là huy chương bạc thì vô cái bảng thì không thể nào dễ hơn nữa, thì bây giờ tụi mình chỉ cố gắng nhiều thôi, giành huy chương bạc. Sai ra mình thì mình cảm thấy bảng đó thực sự là nó quá là ok đó, kiểu như mình rất là có nhiều cơ hội nên là
mình nghĩ là mình sẽ tận dụng cơ hội này, tại vì huy chương mà đi. Thôi nói tóm lại là về cơ hội thì nó là có, nhưng mà phía trước, trận đấu phía trước thì nó vẫn rất là khó khăn, tại vì những đội ở bảng mình như Nhật Bản cũng là một đối thủ khá là mạnh, và Đài Bắc Trung Hoa là một đối thủ nó cực kỳ mạnh luôn. May mắn là tụi mình có khả năng né được Hàn Quốc và Trung Quốc trước khi thì gọi là tiến đến vòng chung kết, nhưng mà Đài Bắc Trung Hoa cũng là một chướng ngại vật rất khó để vượt qua, và hy vọng là tụi mình có thể làm hết sức và mang về được huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Việt Nam!